Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Mình mới viết truyện mong các bạn đọc và ủng hộ Cảm ơn ạ à. ba, ba, ba Hạ Ngọc Diệp Lan Tiểu thư của tập đoàn Hạ Hồi, con gái cưng của Hạ Đông Dân và là niềm tự hào của dòng họ Hạ khi cô thi đổ đến 8 trường đại học Điều đó khiến ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tuy nhiên mọi người đâu biết rằng cuộc sống của cô đâu có sung sướng như những gì mọi người đã nhìn thấy và cũng chẳng ai biết rằng từ khi cô cất tiếng khóc chào đời là lúc cô mất đi người mẹ đáng kính, cô được nuôi dậy trong vòng tay đầy yêu thương của cha, được sự bù đắp của hạ đông dân cô cố gắng học và đổ. Đến tám trường đại học làm rạng danh họ hạ. Khi cô bắt đầu bước đến cái tuổi 20 là lúc hạ đông dân bị ung thư gan. Hiện ông đang nằm trong bệnh viện quốc tế để điều trị hóa chất điều đó khiến cô lại phải gồng mình, gánh vác tập đoàn hạ hồi, làm sao để tập đoàn vẫn giữ được chỗ đứng trong giới thương trường đầy cạm bẫy. Để thực hiện việc đó cô luôn vùi đầu vào công việc, hầu như cô không có thời gian rảnh rỗi, tuy nhiên Diệp Lan cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm hạ đông dân mỗi tối. Và tối nay cũng vậy, khi Diệp Lan bước vào căn phòng nặc mùi thuốc sát trùng cô liền nặng lên một nụ cười tự nhiên nhất và nói rất vui vẻ. Ba ba con đến rồi đây, con gái ngoan đến rồi sao? ông hỏi rồi cố gắng ngồi dậy cô đỡ ông ngồi dậy và nói vâng con gái ngoan đến rồi nè sau đó cô liền cầm một quả cam mỹ và nhìn ông rồi nói ba ba xem con gái ngoan của ba ba mua gì đến nào để con gọt cho ba ba ăn nha cô nói tiếp ba ba phải nhớ ăn nhiều cam vào vì cam giúp cho ta có làn da đẹp này giúp chúng ta tăng cường thể lực ngoài ra nó còn hỗ trợ tiêu hóa và chống ung thư đó ba ba dịp lan đã gọt xong một quả cam mà vẫn thấy ba ba im lặng cô liền quay sang ba ba và thấy ông đang nhìn mình chăm chú cô hỏi luôn ba 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 bị sao à ba ba có chỗ nào không khỏe sao thấy ông không trả lời mà vẫn cứ nhìn mình cô hoảng quả hỏi lại ba ba sao vậy hay để con gọi bác sĩ cô đang định đi thì ông liền cầm lấy đôi bàn tay của cô và nói không ba ba không sao cả ba 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 chỉ thấy thương con gái thôi. Con mới có 20 tuổi mà đã phải gánh vác tập đoàn, phải tham gia thương trường đầy rẫy cạm bẫy rồi. Ta thật có lỗi với con, ta xuống suối vàng còn mặt mũi nào nhìn mẹ con nữa. Ông nói liền vỗ nhẹ vào ngực mình như oán trách bản thân cô thấy thế, nước trực trào tuôn xuống, sau đó dịp lan thúc thích lấy tay lau đi hai dòng nước mắt của hạ đông dân và nói. Ba ba đừng nói thế mà, là con chọn điều đó, ba ba không có lỗi con tin mẹ ở trên trời sẽ không trách móc ba mà việc của ba ba bây giờ là cố gắng điều trị bệnh để cùng con quản lý tập đoàn ông không nói thêm câu gì về việc này nữa chỉ nhẹ nhàng ông đứa con gái vào lòng và chuyển sang chủ để khác cũng muộn rồi đấy con gái mau về sớm đi con vâng thưa ba ba nhưng trước khi con về con muốn ba ăn hết chỗ cam này cơ cô nói rồi đưa đĩa cam cho hạ đông dân được ba ba sẽ ăn hết mà ông nói chắc nịch cô đợi đến khi ông ăn hết đĩa cam rồi cầm túi sách chuẩn bị ra về. Trước khi về ông còn gọi cô lại và bảo. Con gái con phải nhớ nếu như ba ba không có ở đây thì con phải sống sao cho thật tốt, được mọi người nể trọng. Cố gắng duy trì sự nghiệp của dòng họ hạ nha con gái. Cô rất ngạc nhiên trước câu hỏi định hỏi lại thì ba cô đã nói. Con đừng suy nghĩ nhiều, cứ nhớ điều đó là được nói xong ông chật vật nằm xuống và nhắm mắt lại ngủ như đuổi khéo cô về thấy ba đã có ý đó cô cũng không muốn làm phiền liền đóng cửa trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng khi bóng cô đã khuất sau cách cửa thì mắt ông liền mở và một dòng nước mắt đã chảy xuống ông tự nói với bản thân mình ba xin lỗi con con gái ba ba xin lỗi con ngàn lần xin lỗi con và mong con tha thứ sau đó ông liền với tay lấy điện thoại bàn và bấm số gọi điện cho ai đó còn cô trên đường về nhà cô vẫn luôn băn khoăn về câu nói của ông rồi cô tự mình lắc đầu nghĩ rằng mình đã suy diễn quá nhiều. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.